Nguyễn Phúc Nguyên từ nhỏ đã tỏ ra là một người có tố chất hơn người, càng lớn lại càng tài giỏi. Cùng các tướng bàn luận việc binh, tính toán có nhiều việc đúng. Năm 1585, khi mới 22 tuổi, Thế tử Nguyễn Phúc Nguyên đã dẫn một hạm đội 10 chiếc đến bến cửa Việt tiêu diệt hai chiếc tàu của Shirahama Kenki, người Nhật Bản. Phúc Nguyên là thế tử, ta trao cho con gánh vác cơ nghiệp này. Còn con Nguyễn Phúc Hiệp, Nguyễn Phúc Trạch, hãy phò giúp anh để cơ nghiệp được mở mang. Trước khi cha mất, cha đã dặn anh em ta phải thương yêu phò giúp cho nhau. Vậy mà sao hai em nỡ trái luân thường? Chúng đệ đã biết tội, xin huynh tha chết. Nguyễn Phúc Nguyên sinh năm 1563, mất năm 1635, là vị chúa Nguyễn thứ hai của chính quyền Đàng Trong trong lịch sử Việt Nam. Trong thời gian ở ngôi chúa, ông đã xây dựng một chính quyền độc lập ở Đàng Trong, từng bước tách khỏi chính quyền Lê Trịnh ở Đàng Ngoài. Ông được dân chúng gọi là chúa Sãi, chúa Bụt hay Phật chúa. Nàng sao rồi? Thiếp vừa thấy một giấc mơ. Một giấc mơ à? Thiếp chiêm bao thấy có vị thần đưa cho một tờ giấy, trên có để chữ phúc. Vừa hay ta đang nghĩ xem nên đặt tên con là gì. Nàng nghĩ xem, trong các con của ta, người con đầu là Nguyễn Hà, con thứ là Nguyễn Hán, con thứ ba là Nguyễn Diễn, con thứ tư là Nguyễn Thành, con thứ năm là Nguyễn Hải. Vậy đứa con thứ sáu này ta sẽ đặt là Nguyễn Phúc. Đã có thần linh mách bảo, thế nào đứa con này sẽ mang lại phúc ấm cho họ Nguyễn chúng ta. Thần thiếp có ý này. Nàng cứ nói. Việc thiếp chiêm bao thấy thần linh cho chữ thì đúng là cái phúc lớn cho con chúng ta rồi. Tuy nhiên, nếu chỉ đặt tên phúc cho đứa bé này thì chỉ một mình con nó hưởng thôi. Vậy nên thiếp tính chỉ bằng lấy chữ này làm chữ lót. Các con các cháu đời sau cứ mang chữ phúc ra đặt cho, để dòng họ cùng hưởng phúc. Hay, hay lắm. Nàng quả là đã suy nghĩ rất chu toàn. Vậy là vào ngày 28 tháng 7 năm Quý Hợi, tức ngày 16 tháng 8 năm 1563, người con thứ 6 của chúa Nguyễn Hoàng ra đời, được đặt tên là Nguyễn Phúc Nguyên. Nguyễn Phúc Nguyên là người đầu tiên trong dòng dõi chúa Nguyễn mang họ kép Nguyễn Phúc. Nguyễn Phúc Nguyên từ nhỏ đã tỏ ra là một người có tố chất hơn người, càng lớn lại càng tài giỏi. Cùng các tướng bàn luận việc binh, tính toán có nhiều việc đúng. Năm 1585, khi mới 22 tuổi, Thế tử Nguyễn Phúc Nguyên đã dẫn một hạm đội 10 chiếc đến bến cửa Việt tiêu diệt hai chiếc tàu của Shirahama Kenki, người Nhật Bản. Năm Nhâm Dần 1602, Nguyễn Phúc Nguyên được cử đến trấn thủ dinh Quảng Nam. Ông đã biến nơi đây thành thủ phủ lớn, có vai trò quan trọng đặc biệt về kinh tế và quân sự của Đàng Trong. Năm 1613, chúa Nguyễn Hoàng qua đời. Ông trao quyền cho Thế tử Nguyễn Phúc Nguyên kế nghiệp. Chúa Nguyễn Phúc Nguyên cho sửa thành lũy, đặt quan ải, vỗ về quân dân, trong ngoài đâu cũng vui phục. Sự nghiệp của chúa Nguyễn Phúc Nguyên sẽ diễn ra như thế nào? Năm 1613, chúa Nguyễn Hoàng qua đời, Nguyễn Phúc Nguyên kế nghiệp. Tuy nhiên, vào năm 1620, Nguyễn Phúc Hiệp và Nguyễn Phúc Trạch là công tử thứ 7 và thứ 8 của Nguyễn Hoàng nổi dậy làm phản. Chúa Nguyễn Phúc Nguyên đã phải đương đầu với cuộc nổi dậy tranh giành quyền lực của hai người em trai. Các con, hãy lại đây. Ta có tất thảy 8 người con. Người con đầu là Nguyễn Hà, con thứ là Nguyễn Hán, con thứ ba là Nguyễn Diễn và con thứ tư là Nguyễn Thành, đều đã mất. Người con thứ năm là Nguyễn Hải, ở lại Bắc Hà làm con tin. Nay chỉ còn 3 con ở đây bên ta lúc cuối đời. Phúc Nguyên là thế tử, ta trao cho con gánh vác cơ nghiệp này. Còn con Nguyễn Phúc Hiệp, Nguyễn Phúc Trạch, hãy phò giúp anh để cơ nghiệp được mở mang. Vâng, thưa phụ vương. Phúc Nguyên con. Phụ vương, con đây ạ. Làm con phải hiếu, làm tôi phải trung. Anh em trước hết phải thương yêu nhau.
con rồi đây sẽ kế nghiệp ta. Nhớ lấy, cố giữ được lời dặn đó thì ta không ân hận gì. Vậy là đã 7 năm, Phục Nguyên kia lên nắm cơ nghiệp. Chúng ta thì vẫn chưa làm được gì để lấy lại những thứ thuộc về mình. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Nếu chỉ có chúng ta không thôi, thì có thể làm gì được chứ? Muốn chống lại Phúc Nguyên thì phải có sự trợ giúp từ bên ngoài. Huynh thấy sao? Ý đệ là chúng ta sẽ cầu cứu họ Trịnh ngoài Bắc. Ngoài họ Trịnh ra, ai có thể giúp đỡ chúng ta lúc này? Vậy thì đệ nghĩ giống ta rồi. Được lắm, ta sẽ sớm gửi mật thư, xin họ Trịnh phát binh đánh Nguyễn Phúc Nguyên. Có chúng ta làm nội ứng, việc lớn ắt thành. Khải chúa, có chuyện gì mà khiến người vui đến vậy ạ? Ta nhận được thư của Nguyễn Phúc Hiệp, em trai Nguyễn Phúc Nguyên. Các ngươi thử đoán xem hắn nói gì trong mật thư. Nguyễn Phúc Hiệp, hắn muốn gì ạ? Nguyễn Hoàng kia mất đi, để lại 3 người con trai. Nay hai người em của Nguyễn Phúc Nguyên muốn nổi loạn để chiếm quyền ở Thuận Hóa. Chúng gửi mật thư cầu cứu, xin ta phát binh đánh Nguyễn Phúc Nguyên. Còn nói sẽ tự mình làm nội ứng và hẹn khi nên việc thì chia đất cho trấn giữ. Vậy thì tốt quá rồi. Đất đằng trong đang ngày một lớn mạnh. Nếu không nhân lúc huynh đệ họ Nguyễn đang lục đục vì tranh giành quyền lực để mang quân vào kìm hãm chúng lại, thì phải chờ đến bao giờ? Đô đốc Nguyễn Khải, có thần. Người hãy đem 5.000 quân đóng ở Nhật Lệ, phối hợp với Nguyễn Phúc Hiệp và Nguyễn Phúc Trạch, chờ đồng tính tiến vào đằng trong. Phen này ta sẽ không để họ Nguyễn thoát khỏi lòng bàn tay ta nữa đâu. Thần tuân lệnh. Theo lời cầu cứu của Nguyễn Phúc Hiệp và Nguyễn Phúc Trạch, chúa Trịnh cho quân tiến vào đằng trong. Chúa Nguyễn Phúc Nguyên liệu có chống lại được âm mưu của hai người em của mình được không? Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Năm 1620, chúa Nguyễn Phúc Nguyên lên ngôi được 7 năm thì hai người em trai là Nguyễn Phúc Trạch và Nguyễn Phúc Hiệp nổi dậy làm phản, hòng tranh giành quyền lực. Biết trước được âm mưu của hai người em, chúa Nguyễn Phúc Nguyên bằng mưu trí và ân đức của mình đã dập yên cuộc nổi loạn. Quân đằng ngoài do Nguyễn Khải chỉ huy đã tiến đến đóng ở Nhật Lệ. Các tướng có kế gì để chống lại hay không? Vương Huỳnh nên cử một vị tướng tài mang quân ra chống đỡ. Theo thần đệ, ở đây có tướng Tôn Thất Tuyên, chí dũng hơn người. Nếu sai cầm binh, hắn phá được giặc. Muôn tàu chúa thượng, chi bằng chúa thượng sai trưởng dinh Tôn Thất về đem quân chống Nguyễn Khải thì hơn. Nếu thần rời khỏi dinh thì sợ có nổi biến đấy ạ. Tôn Thất Vệ, người hãy đem quân đi chống lại Nguyễn Khải. Vậy thì phải dùng phương án dự phòng thôi. Đem quân chiếm giữ kho Ái Tử, đắp lũy cồn cát mới mong hoàn thành kế hoạch. Chiếm kho Ái Tử. Tôn Thất Tuyên mang quân đánh chúng ta. Nguyễn Phúc Hiệp, Nguyễn Phúc Trạch, chúa thượng đã biết trước được âm mưu của các ngươi rồi. Nay người ban ân điển cho các ngươi cơ hội quay đầu. Hãy biết điều trở về để giữ lấy mạng, chớ làm kẻ bất nghĩa bất trung. Việc đã đến nước này rồi, ta còn gì để mất mà phải quay đầu. Vậy thì đừng trách ta không nương tay. Bắt sống hai tên phản bội đó. Trước khi cha mất, cha đã dặn anh em ta phải thương yêu phò giúp cho nhau. Vậy mà sao hai em nỡ trái luân thường? Chúng đệ đã biết tội, xin huynh tha chết. Chúa thượng, hai kẻ này làm chuyện thí nghịch, muốn cả gan giết anh để tranh đoạt ngôi cao, thực là bất nghĩa. Chúa thượng ân điển cho cơ hội quay đầu, nhưng chúng vẫn còn ngoan cố không chịu. Đến nước ấy thì tội lớn không thể tha được nữa. Đúng vậy ạ. Xin chúa thượng xử phạt nghiêm minh để làm gương cho trăm họ. Chúng ta máu chảy ruột mềm, sao ta nỡ giết? Thực không ngờ tình nghĩa mà vương huynh dành cho chúng đệ lại nặng tựa như núi. Thần đệ thực đã làm ô uế cả gia tộc rồi.
Với ân đức dành cho hai người em của mình, Chúa Nguyễn Phúc Nguyên không nỡ giết, bèn sai giam vào ngục. Tuy nhiên, Nguyễn Phúc Hiệp và Nguyễn Phúc Trạch vì quá xấu hổ nên đã sinh bệnh chết. Nguyễn Khải nghe tin đành dẫn quân trở về Bắc. Kể từ đây, lấy lý do chú Trịnh vô cớ gây chiến, Chúa Nguyễn đã quyết định chấm dứt hoàn toàn việc cống nộp thuế cho chính quyền Thăng Long. Thực hiện di nguyện của Chúa Tiên Nguyễn Hoàng, Chúa Sái Nguyễn Phúc Nguyên sau khi lên ngôi đã tìm mọi cách xây dựng đảng trong thành chính quyền độc lập với đảng ngoài. Năm 1614, ông đã quyết định sắp đặt lại bộ máy quan lại trong chính quyền, cho bãi bỏ các quy định về bộ máy quan lại của nhà Lê. Phụ vương, Phúc Nguyên, sao con còn chưa ngủ? Tới đây có việc gì gấp sao? Có phải cha đang tính chuyện sắp đặt lại bộ máy quan lại không ạ? Đúng vậy, ta tính cho bãi bỏ các quy định về bộ máy quan lại của đảng ngoài để phù hợp với hoàn cảnh của đảng trong. Và lại, đây cũng là những bước đi để xây dựng chính quyền độc lập, thoát ly hẳn sự lệ thuộc với triều đình vua Lê Chúa Trịnh. Con hiểu rồi ạ, nhưng với tình hình hiện tại, phải hết sức kín đáo để tránh mọi sự hoài nghi của Chúa Trịnh. Vậy nên bao nhiêu năm qua, ta vẫn làm tướng tiên phong của Nam Triều, đi đánh dẹp các dư đảng của nhà Mạc, vẫn phải giữ quan hệ hòa hiếu với chính quyền Lê Trịnh, hàng năm vẫn nộp thuế má và xin kết nghĩa thông gia với Trịnh Tùng. Sự nghiệp xây dựng một chính quyền độc lập tuy đã có cơ sở bước đầu nhưng vẫn còn hết sức mong manh. Ta nhất định phải thực hiện được những di nguyện của cha. Trước hết là phải hoàn thành việc sắp đặt lại bộ máy chính quyền. Nay, để cắt đặt lại bộ máy quan lại cho phù hợp với sự phát triển của vùng đất mới, ta bắt đầu đặt tam ti như sau. Dinh trong là chính dinh gồm 3 ti. Ti xá sai, coi việc văn án, tử tụng, do đô chi và ký lục giữ. Ti tướng thần lại, coi việc trưng thu tiền thóc, phát lương cho quân các đạo, do cai bạ giữ. Ti lệnh sử, coi việc tế tự, lễ tiết và chi cấp lương hướng cho quân đội chính dinh, do nha úy giữ. Những thuộc viên thì mỗi ti có 3 câu kê, 7 cai hợp, 10 thủ hợp, 40 ti lại, đặt ra ti nội lệnh sử kiêm coi các thứ thuế. Hai tả hữu lệnh sử chia nhau thu tiền sai dư ở hai xứ về nộp nội phủ. Các dinh ở ngoài, có nơi chỉ đặt 1 ti lệnh sử, có nơi đặt 2 ti xá sai và tướng thần lại, có nơi kiêm đặt 2 ti xá sai và lệnh sử để coi việc từ tụng của quân dân, sổ sách đinh điền và trưng thu thuế ruộng sở tại. Số nhân viên thì tùy theo công việc ít nhiều mà thêm bớt. Sang mùa xuân năm sau sẽ bắt đầu quy chế về chức vụ của phủ huyện. Bách quan hãy cùng ta dốc lòng dốc sức xây dựng vương triều để dân chúng trong xứ ngày càng an vui. Chúa thượng sáng suốt. Sự kiện Chúa Nguyễn Phúc Nguyên cho bãi bỏ các quy định về bộ máy quan lại của nhà Lê đã thể hiện mong muốn của ông trong việc từng bước khẳng định vị thế độc lập về chính trị của xứ Đàng Trong. Từ đây, Chúa Nguyễn và các quần thần có thêm quyết tâm kiến lập một mô hình chính quyền các Chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Năm 1620, Đảng Ngoài đã phái Nguyễn Khải dẫn binh tấn công Đàng Trong. Nhận ra âm mưu nổi loạn của hai người em là Nguyễn Phúc Hiệp và Nguyễn Phúc Trạch, Nguyễn Phúc Nguyên đã dẹp yên cuộc nổi loạn, buộc Nguyễn Khải phải dẫn quân trở về. Kể từ đây, Đảng Trong lấy cớ chấm dứt nộp thuế cho chính quyền Thăng Long. Đã nhiều năm qua, họ Nguyễn không chịu nộp thuế cống cho đảng ngoài. Ta muốn cử quân vào Đảng Trong tiến đánh, nhưng sợ không có cớ. Các tướng có kế gì không? Khải chúa, đối với việc nộp cống thuế, họ Nguyễn ắt là muốn chống đối vương triều. Chúng ta nên dùng biện pháp mạnh với họ, bởi rõ ràng là họ Nguyễn kia đang tìm mọi cách tách Thuận Quảng ra khỏi sự kiểm soát của chính quyền Thăng Long. Đúng vậy ạ. 3 năm trước, chúa sai thần và nội giám Phạm Văn Trì đến đòi thuế đất thì họ Nguyễn nói... Hai xứ Thuận Quảng liền mấy năm không được mùa, dân gian túng đói, vì thế không nỡ thu thuế. Khi khác được mùa sẽ trở nộp cũng chưa muộn. Thần không nói sao được, bèn từ biệt về. 2 năm sau, chúa cho người đến đòi số thuế từ mấy năm trước và cho gọi Nguyễn Phúc Nguyên tới kinh đô thì họ Nguyễn lại cười bảo sứ giả rằng việc này là do ý riêng của họ Trịnh, chứ hoàng đế nhà Lê nhân từ, há lại quên dòng dõi công thần sao?
Và lại, quân dân của cải hai xứ này so sánh với bốn chấn có là bao nhiêu mà tham cầu như thế? Nếu nghĩ đến công tổ tiên ta, nên cắt cả Nghệ An cho ta nữa, huống chi là đất Thuận Quảng. Thái độ như thế đối với vương triều ắt là đã chống đối, không thể để yên được. Thần xin chúa thượng cử người mang phụng sắc hoàng đế nhà Lê vào, tiếp tục đòi thuế cống thật nặng. Nếu họ còn không vâng mệnh thì phải quyết phát binh chỉ tội. Được, Lê đại nhậm, việc này ta giao cho ngươi. Lê đại nhậm, lần này Thanh Đô Vương lại sai ông vào đây có việc gì vậy? Thụy quận công, số cống thuế bao nhiêu năm qua không nộp cho vương triều, chẳng hay ngài đã cho vào lãng quên rồi chăng? Lần này tôi mang phụ sắc của hoàng đế nhà Lê vào Nam, yêu cầu cho con của ngài vào chầu và yêu cầu nộp 30 thớt voi đực, 30 chiếc thuyền đi biển để dùng vào lễ cống triều Minh. Lễ ta sang cống triều Minh chỉ có vàng và kỳ nam. Nay họ Trịnh đòi thêm ngoại ngạch, ta không dám theo mệnh. Còn con ta thì đương sắm quân khí để sửa việc biên phòng. Xin vài năm nữa ra chầu cũng chưa muộn. Ngài cứ khăng khăng không chịu nộp thuế, không về chầu triều đình như vậy thì chỉ là mối quan hệ giữa đảng trong đảng ngoài xấu đi thôi. Nếu vậy thì tôi thực sự không biết hậu quả gì sẽ xảy ra đâu. Ta đã nói như vậy mà phía Thanh Đô Vương vẫn không thể bỏ qua, thì đằng trong cũng chẳng còn cách nào khác là đáp lại mà thôi. Trước những đòi hỏi của họ Trịnh, chúa Nguyễn Phúc Nguyên đã tìm cách khước từ, dứt khoát xây dựng một chính quyền độc lập với đảng ngoài. Năm 1627, chúa Trịnh Tráng phát quân tiến đánh đảng trong, mở đầu cho cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn kéo dài 45 năm với 7 trận đánh quy mô lớn. Đây là cuộc nội chiến ác liệt kéo dài và không phân thắng bại. Dưới thời chúa Nguyễn Phúc Nguyên, Hội An đã phát triển thành thương cảng quốc tế sầm uất và sôi động bậc nhất của xứ Quảng và Đông Nam Á. Đây cũng là địa điểm giao thương quen thuộc của người Nhật và mau chóng trở thành thị trường then chốt trong thương mại của xứ Quảng suốt thế kỷ 17-18. Đằng trong đúng là một vùng đất trù phú. Sotavu đại nhân, đằng kia lại có một hải cảng nữa kìa. Ta biết, ở đằng trong có rất nhiều cảng biển, vì ở ven bờ có rất nhiều nhánh biển lớn. Sự phong phú của những hải cảng là cơ sở để chính quyền nơi đây thiết lập quan hệ với thị trường khu vực và thế giới. Dạ, đúng vậy ạ. Nhưng đi lâu như vậy mà vẫn chưa tới Hội An sao? Dạ, chưa ạ. Hội An là hải cảng đẹp nhất. Nơi đây tất cả người ngoại quốc đều tới và cũng là nơi có hội chợ danh tiếng. Nhưng nó là hải cảng thuộc tỉnh Quảng Nam kia. Ở đây ta cập bến bằng hai cửa biển, một gọi là Turon và một gọi là Brusem Belo Hội An. Hội An thì nằm ở vị trí thuận lợi, là cảng nước sâu, nơi tàu thuyền dễ dàng neo đậu. Các người nhìn xem, có phải ở phía kia có thuyền đang gặp nạn không? Đúng vậy, có người gặp nạn. Mau cho thuyền nhỏ xuống cứu. Nàng là... Thưa đại nhân, đây là công nữ Ngọc Hoa, là con gái của chúa Sãi đấy ạ. Chúng tôi tranh thủ ra ngoài thăm thú, may mà có gặp được đại nhân nên vẫn giữ được mạng sống. Ơn cứu mạng này không biết trả sao cho xứng. Không có gì, không có gì. Xin đừng khách khí. Chắc hẳn đại nhân Hoang Mộc Tông Thái Lang là thương gia Nhật Bản mới dong thuyền tới Hội An để buôn bán. Đúng là như vậy. Nhiều năm nay, thương nhân Nhật Bản được Mạc Phủ cấp giấy buôn bán đến đằng trong, buôn bán rất nhiều. Vâng, nếu đại nhân ở Hội An lâu, có điều gì cần giúp, xin hãy nói với tôi sẽ cố gắng báo đáp. Vậy thì sắp tới, có lẽ phải nhờ tới công nữ nhiều rồi. Tôi mới tới đây, mọi thứ còn hết sức xa lạ. Ngài đừng lo, ở Hội An có rất nhiều người Nhật tới buôn bán làm ăn, thậm chí còn có cả một phố người Nhật nữa. Từ Hội An, ngài có thể dễ dàng kết nối với thị trường địa phương để mua thêm hàng hóa. Đây cũng là nơi tụ họp của thuyền buôn người Hoa và các nước khác. Do đó, các nhà buôn có thể tìm thấy ở đây những loại hàng hóa phong phú đến từ nhiều khu vực khác nhau. Hội An quả đúng là vị trí chiến lược trong mạng lưới thương mại. Ta nghe nhà chúa cũng rất cởi mở trong việc giao thương với nước ngoài, nên việc giao thương ở đây rất sôi động. Cứ xem cách công nữ đối đãi với chúng tôi thì cũng đủ thấy tinh thần đó rồi.
Dạ, không dám, không dám. Kìa, ngài xem, tàu sắp cập bến rồi. Nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sự phát triển thương mại, các cảng thị của Đàng Trong đã trở thành điểm dừng chân quan trọng của các thuyền buôn khi giao thương trong khu vực. Trong đó, Hội An đã trở thành thương cảng sầm uất nhất trong nền hải thương của chúa Nguyễn. Dưới thời cầm quyền của các chúa Nguyễn, để tạo nên sự thịnh vượng và giàu mạnh cho kinh tế Đàng Trong, chúa Nguyễn đã có các hoạt động đối ngoại đầy năng động và tích cực. Một trong số đó là chính quyền thường tổ chức hội chợ quốc tế hàng năm ở Hội An để thu hút các nhà buôn trong nước và khu vực. Ngài Hoang Mộc Tông Thái Lan, tàu đã cập bến Hội An rồi. Thật không ngờ thương cảng Hội An lại sầm uất như vậy. Ngài nhìn xem, có rất nhiều người Nhật và người Trung Hoa. Cảng thị Hội An là nơi trung gian kết nối thị trường giữa người Hoa và người Nhật các ngài rất hiệu quả. Với một thương cảng lớn thế này, chúa thượng chắc cũng thu được lợi nhuận bằng thuế hàng hóa và thuế hải khẩu. Ngay cả cư dân trong cả nước cũng có được rất nhiều mối lợi kinh tế không thể tả hết. Vậy nên phụ vương của tôi thường tổ chức các hoạt động sôi nổi để đẩy mạnh giao thương. Hiện tại nhà chúa đang tổ chức hội chợ để thu hút các nhà buôn trong khu vực. Nếu ngài không ngại, tôi có thể đưa ngài đi thăm thú một chút. Đa tạ công nương. Tôi từng ghé qua cảng thị lớn kết nối Trung Hoa và phía Nam như Ayutthaya, Pinyalu, Phnom Penh, nhưng vẫn không khỏi bất ngờ trước sự sôi động của nơi đây. Vâng, có thương thuyền các nước Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh, Tây Ban Nha từ phương Tây, Nhật Bản, Phi Luật Tân từ Viễn Đông, Trung Hoa, Trà Và, Xiêm La hàng năm đều đến mua bán tấp nập tại Hội An thông qua hội chợ quốc tế được tổ chức kéo dài nhiều tháng. Thường thì thời điểm mở ra hội chợ ở đây bắt đầu từ khi nào vậy? Thường thì nó gần trùng với dịp Tết Nguyên Đán ở xứ chúng tôi. Đó là lúc dân chúng mang đến những sản phẩm trong xứ, sợi tơ và tơ đã chuốt, gỗ tốt, gỗ trầm hương, đường, xạ hương, quế, hồ tiêu, gạo ra buôn bán trao đổi. Những tàu Trung Quốc hoặc phương Tây chở đến đồ sứ thô và đồ sứ tinh xảo, giấy, chè, những đồng tiền đúc bằng bạc và những thỏi bạc, vũ khí, lưu huỳnh, diêm tiêu, chì, hợp kim, hàng hóa của phương Tây. Ngoài ra còn có hồ tiêu được chở tới đây từ Palembang, Pahang, long não từ Borneo, gỗ vàng và ngà voi, đồ sứ thô và các loại hàng hóa khác nữa. Vậy thì tôi đã biết lý do khiến nhiều thương gia tới Hội An rồi. Đó là vì họ có thể tìm thấy ở đây một trung tâm buôn bán với các nước và vùng lân cận. Đúng là như vậy. Cụ thể thì mỗi kỳ hội chợ kéo dài bao lâu vậy? Công việc giao dịch kéo dài từ đầu năm đến khoảng tháng 8, tức là khoảng 6 hay 7 tháng. Khi xong việc, các thương nhân ngoại quốc ra đi, mang theo rất nhiều hàng hóa thu mua được để về nước giao dịch. Nhìn sự thịnh vượng của Hội An, cũng đủ biết tài cai trị của chúa Nguyễn, nhà chúa đã rất thành công trong việc xây dựng Hội An trở thành điểm dừng chân quan trọng nhất của các thuyền buôn nước ngoài khi giao thương trong khu vực. Chúa Nguyễn Phúc Nguyên với sự sáng suốt và tầm nhìn xa trông rộng của mình đã có nhiều bước tiến vượt bậc trong mối quan hệ giao thương quốc tế, biến Hội An trở thành thương cảng quốc tế lớn nhất Đàng Trong, đồng thời giữ vị trí then chốt trong việc đối ngoại của chính quyền Thuận Hóa. Nghề dệt vốn là một nghề có truyền thống lâu đời tại Đàng Trong. Sự tinh xảo của mặt hàng này cùng điều kiện buôn bán nhộn nhịp ở đây đã khiến nhiều người ngoại quốc có mặt tại xứ Thuận Quảng vô cùng bất ngờ. Chính sự giàu có về tơ lụa của chúa Nguyễn là điều kiện lý tưởng để thu hút các thương nhân Nhật Bản đến Đàng Trong. Thật không ngờ thương cảng Hội An lại sầm uất như vậy. Đời sống của dân chúng dường như rất ấm no đầy đủ. Họ mặc đồ tơ lụa quý giá như vậy mà cũng chẳng buồn giữ cẩn thận cho áo khỏi rách bẩn. Điều này không có gì lạ ở xứ chúng tôi. Ở đây chúng tôi có thể trồng được những cây dâu cao. Chúng mọc lên rất nhanh chóng. Chỉ trong một ít tháng là có thể sản xuất được số lượng lớn tơ lụa. Số lượng lớn đến chừng nào vậy? Chúng dư thừa đến nỗi chúng tôi không chỉ dùng đủ cho mình mà còn bán cho Nhật Bản và gửi sang nước Lào để rồi đưa sang Tây Tạng. Đại nhân, mỗi lần tới đây, người Nhật chúng ta có thể thu được số lượng lớn tơ lụa trong mỗi chuyến tàu về. Không chỉ tơ lụa từ thị trường bản địa, mà còn thu mua được nguồn tơ lụa của người Hoa rất tốt đấy ạ. Đúng là những người Hoa mang rất nhiều tơ lụa tới đây để bán cho người Nhật.
Tôi biết tơ lụa của người Hoa có sức hấp dẫn lớn, được ưa chuộng tại Nhật. Nhưng do ảnh hưởng của chính sách hải cấm của nhà Thanh, nên các ông buộc phải thông qua đây để thu mua tơ lụa Trung Hoa. Thế nhưng, thứ lụa của chúng tôi tuy không thanh và mịn nhưng bền và chắc hơn lụa tàu rất nhiều. Ông xem đi. Lụa Đàng Trong có chất lượng vượt trội. Rất nhiều thương nhân ngoại quốc, đặc biệt là người Nhật đã tìm cách thu mua số lượng lớn trong mỗi chuyến tàu về. Đây là lụa gì? Đây là lụa phù vang. Phù vang có thợ thêu gấm rất khéo. Đàn bà hay thêu ở cổ áo và thêu túi trầu. Đại nhân, mũ mã vĩ này đẹp quá. Ừ, trông rất tinh xảo. Còn có cả hột hổ phách khảm vào chỏm mũ nữa này. Đó là sản phẩm của người xã Quảng Điền, huyện Hương Trà. Làng nghề này khéo dệt mũ mã vĩ. Họ có thể làm các hoa rồng phượng, vạn thọ, tam sơn, bát biểu, chế làm mũ đạo sĩ, trông lấp lánh nhỏ mịn như sa đen vậy. Có nhiều làng dệt vải như vậy sao? Đương nhiên rồi. Nghề dệt vốn là một nghề có truyền thống lâu đời ở xứ chúng tôi. Rất nhiều vùng ở Đàng Trong có nghề dệt phát triển. Ví dụ như huyện Phù Vang, các xã Đồng Di, Dương Nỗ, Quân Lỗ sản xuất vải nhỏ, xã An Liêu sản xuất lụa vàng, lụa trắng, hay cả huyện Khang Lộc đều dệt vải. Nên số lượng tơ lụa rất nhiều cho các ngài lựa chọn. Nếu có thể, tôi cũng sẽ thu mua một số lượng lớn tơ lụa nơi đây để mang đi giao dịch khắp nơi. Cảm ơn ngài, nhưng chúng tôi vẫn còn nhiều thương phẩm khác có thể sẽ khiến ngài hứng thú. Xin ngài hãy đi theo tôi. Tơ lụa ở Đàng Trong là mặt hàng nổi tiếng tốt đẹp và có sức thu hút lớn với thương nhân nước ngoài. Đây là một trong những mặt hàng chủ lực và xuất hiện ở hầu hết các chuyến mua hàng của họ, đặc biệt là đối với thương nhân Nhật Bản. Chính vì vậy, nghề dệt ngày càng phát triển và trở thành một trong những nghề thủ công phổ biến và quan trọng tại Đàng Trong. Dưới thời cầm quyền của các chúa Nguyễn, Hội An trở thành thương cảng quốc tế lớn, thu hút các đoàn thuyền buôn của cả phương Tây và phương Đông đến buôn bán tấp nập. Một trong những nguyên nhân tạo nên sự hấp dẫn thịnh vượng của Hội An, chính bởi đây là hội tụ của các nguồn hàng và thương phẩm nổi tiếng nhất xứ Đàng Trong. Hoàng Mộc Tông Thái Lang đại nhân, nếu ngài không chê, tôi sẽ đưa ngài đi ăn một món đặc sản ở nơi đây. Đây là món cháo tổ yến đấy. Cháo tổ yến ư? Đây là món ăn cao sang của các ông hoàng bà chúa. Ngon quá. Đây là một sản vật nổi tiếng của xứ chúng tôi, được các thương nhân thu mua rất nhiều với giá cao. Trên các đảo ngoài khơi có vô số tổ yến xào. Chim yến có hàng nghìn, hàng vạn. Xã Thanh Châu, Phủ Thăng Hoa là một trong những vùng thu mua yến xào nổi tiếng của xứ Quảng chúng tôi. Đa tạ công nữ đã mời tôi một món ngon như thế này. Vậy ngài ăn nhiều một chút. Lát nữa chúng ta lại ra phố thăm thú tiếp. Thơm quá, hình như là mùi trầm hương. Đây là mặt hàng thu hút nhất đối với thương nhân ngoại quốc chúng tôi. Đúng vậy, trầm hương và kỳ nam đã mang lại giá trị to lớn cho chúng tôi. Chính những sản vật này đã giúp phụ vương thiết lập các mối quan hệ bang giao quốc tế. Còn đây là quế. Đúng vậy, quế cũng là mặt hàng nổi bật của Đàng Trong. Quảng Nam là vùng sản xuất nhiều quế nhất đấy. Trà My là nơi chuyên trồng. Các nguồn Thu Bồn, Chiêu Đàn là nơi khai thác và thu mua nhiều. Theo như những gì ta quan sát, thì dường như mọi sản vật xứ này hầu như đều lấy ở Quảng Nam cả. Cũng có thể nói là như vậy. Người Thăng Hoa, Điện Bàn biết dệt vải lụa, vóc đoạn, lĩnh là, hoa màu khéo đẹp, chẳng kém Quảng Đông. Ruộng đồng rộng rãi, lúa gạo tốt đẹp, trầm hương, tốc hương, sừng tê, ngà voi, vàng bạc, đồi mồi, chai ốc, bông, sáp, đường, mật, dầu sơn, cau, hồ tiêu, cá muối, gỗ lạt. Nói chung, các nguồn lâm sản hết sức dồi dào để mang ra trao đổi, buôn bán với các thương nhân ngoài nước. Hội An là nơi buôn bán sầm uất, lại có rất nhiều sản vật quý. Vậy Quảng Nam có phải tỉnh lớn nhất và giàu có nhất ở Đàng Trong không vậy? Quảng Nam không phải là tỉnh lớn nhất Đàng Trong, nhưng nó lại là mảnh đất rất giàu có và được coi là vùng đất quan trọng bậc nhất trong mắt của phụ vương.
Ở đây có nhiều sản vật, lại có biển, có cảng Hội An, mua bán rất tiện. Đúng là vùng đất chủ phú nhất xứ Thuận Quảng. Trong bối cảnh thương mại nhộn nhịp tại Đàng Trong, sự phong phú và đa dạng của nguồn hàng ở Quảng Nam là cơ sở cho những hoạt động giao thương tại Hội An. Những thương phẩm này được thương nhân quốc tế ca ngợi không ngớt bởi sự quý hiếm và đặc trưng của nó. Nó cũng mang lại những giá trị to lớn cho nền kinh tế Đàng Trong. Trong hoạt động đối ngoại của Chúa Nguyễn Phúc Nguyên, Chúa đã dành cho người Nhật nhiều sự trọng thị và ưu ái. Đặc biệt, Chúa đã cho phép người Nhật được lập phố Nhật ở Hội An để tiện cho việc buôn bán. Việc này cho thấy chính quyền của Chúa Nguyễn coi người Nhật là đối tác thân thiết, quan trọng bậc nhất của Đàng Trong. Sataru đại nhân, đến Phai Phư rồi ạ. Xem ra Chúa Nguyễn đã cho chúng ta chọn địa điểm hết sức thuận tiện để sinh sống và buôn bán ở nơi đây. Dạ, phố Nhật kéo dài tới 3 ô ở cả hai bên đường, lại nằm ngay cạnh bờ sông. Khu phố này tách hẳn với khu phố tàu phải không? Đúng vậy ạ. Ở Hội An có hai phố lớn, một phố người tàu và một phố người Nhật. Mỗi phố có khu vực riêng, có quan cai trị riêng và sống theo tập tục riêng. Quy mô khu phố Nhật thật không tầm thường chút nào. Dạ, phố dài 3-4 dặm với chừng 100 nóc nhà. So với phố người đường thì phố Nhật có cả những ngôi nhà 2 tầng có cấu trúc cầu kỳ hơn hẳn đấy ạ. Giờ thì ta đã hiểu vì sao mà những thương nhân phương Tây đến cảng thị Hội An còn gọi phố Nhật là thương cảng người Nhật. Vậy giờ chúng ta sẽ ở đâu? Dạ, trong ngôi nhà 3 tầng ở đằng kia. Đại nhân ngủ có ngon không ạ? À, ta ngủ rất ngon, có cảm giác thân quen như ở nhà vậy. Ngài dự định sẽ làm gì trong hôm nay ạ? Trước hết, ta phải đi gặp ông Tổng trưởng Ban Phố Nhật đã. Ông ta là người quản lý và đại diện cho người Nhật ở Hội An phải không? Dạ, phải ạ. Theo luật pháp của Chúa Nguyễn, các cộng đồng thương nhân nước ngoài sẽ cử ra người đại diện để quản lý và quan hệ với chính quyền địa phương, gọi là Tổng trưởng Ban. Phố Nhật ở Hội An có cả 100 thương nhân Nhật Bản sinh sống và lập cửa hiệu buôn bán. Mọi người tới đây đều nằm dưới sự quản lý của Tổng trưởng Ban đấy ạ. Chúa Nguyễn quả có nhiều ưu ái cho thương nhân Nhật Bản để chúng ta được tự do buôn bán và sinh sống. Chính vì thế mà người Nhật tới đây rất nhiều đấy ạ. Ở đây có 10 dòng họ thương gia giàu có ở Nhật đến buôn bán, thậm chí còn lập gia đình với những người phụ nữ có địa vị ở đây để tiện thu mua tơ lụa. Kết hôn với phụ nữ ở đây sao? Dạ vâng, tất nhiên rồi ạ. Thôi được rồi, ngươi hãy chuẩn bị dần đi. Lát nữa ta sẽ đi gặp ông Tổng trưởng Ban. Sau đó ta muốn yết kiến Chúa Nguyễn càng sớm càng tốt. Nghe nói Chúa xứ này rất cởi mở trong buôn bán với Nhật Bản. Nếu được Chúa chở che và tạo điều kiện, ắt việc buôn bán ở đây sẽ hết sức thuận lợi. Việc cho phép người Nhật và người Hoa được chọn địa điểm để lập phố buôn bán ở Hội An là một hiện tượng kinh tế, xã hội hết sức độc đáo dưới thời Chúa Nguyễn Phúc Nguyên. Đây là sự phát triển vượt trội chưa từng xuất hiện trước đó, thể hiện sự cởi mở của Chúa Nguyễn đối với việc phát triển ngoại thương Đàng Trong thời kỳ này.